5 là ngày 26 ngày sau khi mình mổ tái tạo dây chằng chéo trước ở bệnh viện Việt Đức. Hiện tại thì bây giờ là hôm nay là mình đã bỏ chân ra đi được, thực sự là đi được bằng hai chân, không cần nẹp, không cần gạt gì cả, được khoảng 2 ngày. Chân cũng vẫn còn đang, nói chung là vẫn chưa tự tin lắm, nhưng mà có thể gọi là nhúc nhác bình thường. Xuống cầu thang thì vẫn cứ phải đeo nẹp cả để bó chân. Hiện tại góc độ chân thì là có thể nói là sau mổ hôm qua đi khám 25 ngày, khám bác sĩ bảo là kết quả vẫn rất là chậm. Mình cũng đã biết tại sao lại chậm, mình cố gắng mình tập hăng quá sợ đứt. Thế thành ra từ hôm qua giờ khi mà ông nói thế xong á, về giờ là mình chơi hạng nặng, thành ra là đang qua từ 90 độ góc gập, bây giờ mình đã chuyển sang gọi là góc gập cũng khá là căng. Chuyển thẳng nhé. Tì chân vào đầu, tì chân vào, tì bàn gót chân vào thành giường. Đẩy. Hiện tại đây là mức căng nhất mình có thể làm. Có thể căng. Phải đẩy như này thì mới nó mới chịu gập vào được, chứ nếu mà đẩy theo kiểu nâng nâng mới nhấc nhấc hoặc là co co vào thì nó chẳng chịu co thêm gì cả, bắt buộc phải dùng cơ người, các cơ trợ lực khác như cơ tay và cơ hông mới đẩy được, nó mới gập vào dần. Cảm thấy nó rất là cứng, không phải nó không phải cứng mà nó rất là chắc, khó không chịu vào ấy. Ôm lại chặt hơn, nhưng mà cái phần khu này rất là tức, căng bức khủng khiếp luôn á. Thêm một chút. Chắc này chắc 6-7 độ gì đó thôi. Cố gắng 2-3 hôm nữa thì xít cả luôn. Ngày 19 tháng 8 2015. Duỗi ra phải từ từ, nên lùi người đằng sau còn hay hơn là nhấc chân người trước, dễ sốc lắm. Trong phòng hiện tại là không bật quạt, không mở cửa, nhiệt độ đang tầm khoảng độ 37-38 độ. Kết hợp vừa tập luyện vừa gọi là thanh lọc cơ thể bằng cách đổ mồ hôi luôn. Tập chịu lực dần cho cái chân trái, chân trái chân mổ mà. Tập dáng đi bình thường. Quay chậm chậm thôi. Xoay ý ý là xoay người chậm chậm đi. Ngã phát là đứt luôn, mà đứt là nguy hiểm lắm. Tập chịu lực cho chân trái, tập chịu lực cho chân phải, phân bố đều hai lực ra.
phải. Do chân trái là chân còn yếu hơn nên là cái việc chịu lực nên nhanh hơn, vừa kết hợp là vừa mới chịu lực và vừa co luôn. Mười chín tháng tám 2015 đã hết tất cả điều hòa nhiệt độ quạt tiết, đóng hết cửa lại, trong phòng đang tăng 38 độ. Kết hợp vừa thanh lọc cơ thể bằng cách đổ mồ hôi, vừa giảm cân cho nên nó khỏe hơn thêm tí. Người rất phụ thuộc điều hòa nhiều quá mệt lắm. Con xem một mình à? Con cho bông xem á, con bảo bông xem đi. Cho bông xem đi. Nào, bỏ cho bông nhìn vào. Bông nhìn vào tu đâu? Mở tu cho bông xem nào. Ơ kìa, bông nằm rồi, mở tu cho bông xem đi. Đúng rồi, bông ấy dậy, xem tu đi. Ở chị cho xem tu đi.